còn và bộn bề, biết xung quanh bao giờ mới gặp sự biến xanh như ở quê. Bây giờ mọi người có khỏe không? 2014 Liu S in the new show. Cũng được nửa năm rồi, rời xa tổ ấm của gia đình, tới lúc con phải tự bước đi bằng chính đôi chân này của mình. Lần thứ hai nấc lên câu nói mẹ ơi con nhớ nhà lắm, không thể hiện ra bên ngoài được, nhìn thời gian rồi lặng câm. Vẫn bản tính cứng động như vậy, chưa một lần con nói ra, cứ để nước mắt lan dài trên má. Con yếu lòng rồi mẹ à, bao lâu rồi chưa ôm lấy mẹ, vì bây giờ không còn nhỏ. Dù là con gái nhưng có tôi quá lớn, không cho phép con làm điều đó. Sống trong vòng tay của mọi người nhưng chưa một lần con thấu hiểu. Để rồi bây giờ rời xa gia đình mới thấy bản thân mình bất hiếu. Đã thỏa lòng ước muốn bản thân xả cánh rộng nơi tự do, gạt bỏ đi những lời khuyên nhủ và chưa bao giờ trân trọng nó. Giờ có qua muộn đã hối hận không khi xin lỗi về tất cả. Bây giờ con lại khao khát tình yêu từ người sinh con ra quá. Con hay cãi bướng khi ở nhà và chưa một lần bị vấp ngã. Đến khi trải qua bao nhiêu khổ cực mới hiểu cảm giác đang gánh là. Giờ con mới hiểu là đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi dưới đất Sài Gòn mà bộn bề, đi xung quanh bao giờ mới gặp được biển xanh như ở quê. Những suy nghĩ, những lo toan không biết khi nào mới đếm đủ. Và có những đêm con chắc rằng không một ai có thể ngủ. Con không còn sợ những cuộc gọi dài hỏi thăm con vào mỗi tối. Thay vào đó là lời hỏi thăm động lực giúp con vượt qua nỗi. Viết ra những dòng chữ này là lúc con đang khóc, cầm điện thoại và tự hỏi lòng, bây giờ cả nhà có khỏe không? Nhiều lúc con ước nhà mình gần hơn, có thể về thăm khi con muốn. Nhiều lúc con ước mình học giỏi hơn để làm mọi người không còn buồn. Nhiều lúc con ước mỗi ngày lại được ăn cơm do tay mà mẹ nấu. Nhiều lúc con ước đến ngày về nhà thời gian sẽ không còn lâu, nhưng cũng chỉ là điều ước không thể hối hận vì đã chọn. Con xin lỗi mọi người nhiều lắm, không làm tròn đâu làm con. Cứ mãi rong chơi, cứ mãi đua đòi theo những thứ không đáng, khi nhìn lại bao nhiêu gánh nặng vai trên vai người phải mang. Con xin lỗi vì có những lúc con vô tâm không gọi điện thoại và thường xuyên. Vì có những lúc cái tôi quá lớn và không quan tâm những lời khuyên. Vì có những lúc gia đình khó khăn không thể san sẻ cùng mọi người. Vì có những lúc đánh mất bản thân đua đòi chạy theo những cuộc chơi. Giờ con quá muộn đã hối hận không khi xin lỗi về tất cả. Bây giờ con lại tha thiết tình yêu mà bấy lâu nay đã bỏ qua. Chưa bao giờ con nói với mẹ con gái nhớ nhà lắm, nhưng phải tập là quen thôi vì con còn tới 4 năm. Còn tới 4 năm nữa. Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ. Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ, xung quanh toàn người lạ. Chưa bao giờ con nói với mẹ con nhớ nhà lắm, giấu tình cảm ở trong lòng và chỉ biết lặng câm. Con hứa sẽ thay đổi, thực hiện những gì mà con. Con xin lỗi.